Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quan như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ minh tuệ biên tập nguyên tâm thời gian ngày 7 tháng 9 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 583 chư vị pháp sư quý vị đồng học mời ngồi xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải Trang 769 Hàng thứ hai Vô ủy là bốn vô ủy Còn gọi bốn vô sợ ủy Lần trước đã học đến đó chúng ta giới thiệu trong đại trí độ luận nói bốn vô sở úy của Như Lai. Trong đại luận còn bốn vô sở úy của Bồ Tát. Có hai loại vô sở úy một là phật loại thứ hai là bồ tát bốn vô sợ uy tôi trình bày sau đây đều nói về bồ tát bồ tát có định công có trí tuệ có thể quyết định rõ ràng thuyết pháp giữa chúng sinh không có tướng lo lắng sợ sệt bởi vậy mới gọi vô sợ úy thứ nhất vô sợ úy năng trị năng trị là nói bồ tát nghe tất cả pháp thường có thể thọ trì nhớ nghĩ không quên. Mấy chữ này rất quan trọng. Nếu không thể thọ trì thì không phải Bồ Tát. Mấu chốt là ở chỗ hai chữ đó. Nghe pháp nhất định phải tin tưởng lý giải Tiếp thu tất cả Y giáo phụng hành Như thế gọi là thọ trì Nếu được nghe hiểu Nhưng không thực hành Đấy là gì? Như thế là Phật học Bởi thì học Phật và Phật học là hai chuyện Phật học chỉ có thể học được kiến thức thân thường trong Phật Pháp Hiện tại chúng ta thường gọi là tri thức Không phải trí tuệ Trí tuệ là vô hạn Tri thức là giới hạn Họ vẫn cứ mây muội không giác ngộ còn những thứ sâu rộng của tri thức mỗi người không giống nhau có liên quan tới những gì có quan hệ với tâm thành kiếm của họ có quan hệ với trí tuệ đời trước chúng ta gọi là giữ sanh câu lai có thể nói người đó đời trước đã từng học có liên quan với những thứ đó tuy đời trước có học hành nếu đời này không chịu tu tập những gì họ có được sẽ rất hữu hạn chỉ được tri thức phật pháp cũng có thể biến tài vô ngại có thể nói thao thao bất tuyệt vấn đề ở chỗ nào vấn đề ở chỗ đời này không được thành tựu vẫn không đoạn được phiền não không có cách nào nâng được cảnh giới mình lên Nếu làm đúng Nhiều thiện nghiệp Ít ác nghiệp Quả bao sẽ ở trời người Nếu ý lại trí thông minh của mình Thì trí biện thông Nghiệp ác nhiều Thiện nghiệp ít quả báo sẽ ở tam đồ không thể không biết điều này bởi thi nhân thiện trong đời quá khứ mỗi người thiên bẩm không giống nhau liệu có thành tựu chăng vẫn còn ở sự giáo dục đời này phần trước đã nói đến hiện tri thức chúng ta nói suốt 8 giờ là mấu chốt việc thành tựu đời này của chúng ta tuy đời trước học tập không nhiều không có nền tảng chắc chắn nếu đời này gặp được hiện tri thức chân chánh có thể tin có thể hiểu siêng thực tập có duyên đời này giảng sinh tịnh độ vấn đề của họ sẽ thực sự được giải quyết bởi vậy nhân đời trước rất có quan hệ phật pháp không nói nhân sinh phật pháp nói duyên sinh duyên là duyên đời này bởi thì duyên hiện tại Thật sự có thể cầm chắc giận mạng Vì thì Những lời Đại sư Thiện Đạo nói rất hay Ngài nói tịnh độ Tứ độ Tam bối cửa phẩm Tất cả đều do duyên không giống nhau Những lời đó là có thật Phật Pháp Truyền bá rộng rãi rằng Đại sư thiện đạo là Phật A-di-đà tái sanh Đã là Phật A-di-đà ứng quả đến Trung Quốc Những lời của Đại sư thiện đạo Là lời của Phật A-di-đà đây là vị tổ thứ hai của Tịnh Tông chúng ta. Ngài thật sự có công phu. Truyện kỳ đã viết chúng ta tin đó không phải là bịa đặt. Ngài niệm một câu Phật hiệu, miệng phát ra ánh sáng. Trong ánh sáng có Phật. Đây không phải là người thường. Ánh sáng có Phật Lịch sử chúng ta ghi lại Đại sư thiện đạo có hiện tượng đó Bởi thì điều quan trọng nhất của Bồ Tát Là thường thọ trì ghi nhớ không quên Như thì trong Phật Pháp Mới là người đệ tử chân chánh của Phật Muốn đạt đến mức ghi nhớ không quên Nhất định phải đọc nhiều Cổ nhân dạy Đọc sách ngàn lượt tự thấy nghĩa lý Đạo lý ở đây là gì? Khi đọc ngàn lượt tâm đã định Định mới sanh tuệ Đạo lý ở chỗ đó Chúng ta Điều khúc mắt nhất đó là tính khi nông nổi Tâm không định Làm sao biết được tâm không định Niệm Phật sẽ thấy Sẽ phát hiện tâm không định Tỉnh tọa sẽ thấy được Vẫn ngồi xếp bàn ở đây Nhưng ngồi năm phút còn được Mười phút là không ổn Giọng niệm đã nổi Giờ tỉnh chỉ trong niệm Phật đường Thầy rất rõ hiện tượng này Có công phu hay không Giờ này sẽ thấy Vấn đề này quan hệ rất lớn với việc tu hành của chúng ta. Phải hiểu Phật Pháp bất luận tông phái nào Pháp môn nào Cái gọi là tám dạng bốn ngàn Pháp môn Pháp môn vô lượng tu những gì Tất cả đều tu định Tam học giới định tuệ Giới là phương pháp Có nhiều phương pháp Định chỉ có một Ta dùng phương pháp gì để tâm bạn được định Chỉ cần tâm định Phương pháp không quan trọng Phương pháp nào cũng được Chúng ta thường dùng Tịnh Tông thường dùng trì danh niệm Phật Nghĩa là niệm Phật A-di-đà Để giữ tâm định Nếu thật sự biết niệm Trong tâm chỉ Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Buông bỏ tất cả tạp niệm Gọi là nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật Như vậy mới được Nhất tâm phải được thực hiện hàng ngày Phải biết rằng thế gian này là giả Không có thật Kinh Kim Cang nói rất hay Như mộng huyễn bào ảnh trong chứng đạo ca Đại sư Vĩnh Gia nói Trong mộng rõ ràng có sáu cõi Sáu cõi là luân hồi lục đạo Luân hồi lục đạo như giấc mộng Hoàn toàn là sự thật Tỉnh dậy không thấy gì nữa Cần gì phải chấp trước Cần gì tính toán Sao không chịu buông bỏ buông bỏ tâm sẽ định ngay nếu tâm thật sự định có thể thấy phật bồ tát đại thế chi đã nói rất hay nhớ phật niệm phật hiện tiền tương lai chắc chắn thấy phật lúc nào có thể thấy phật thật sự định bạn sẽ thấy phật tâm lý sao động nhiều tạp niệm trong tâm chắc chắn không thể thấy được đạo lý này cần phải hiểu nếu tính tâm thật sự có tính tâm không sanh khởi được phát nguyện không cần thiết muốn giảng sanh nhưng quyến luyến thế gian nguyên nhân đó là do không nhận thức rõ ràng hay thị giới nên mới xảy ra hiện tượng đó nếu bạn nhận thức rõ ràng thế giới cực lạc thế giới này cũng rõ ràng chắc chắn sẽ có nguyện vọng rất khẩn thiết ước gì có thể giảng sinh tức khắc những vấn đề này kinh giáo có thể giúp được tại sao phải nghiên cứu kinh giáo nâng cao chánh niệm chúng ta tinh thật nguyện thiết mục đích của nghiên cứu là ở chỗ đấy đã phát khởi tinh thật nguyện thiết nghe kinh hay không cũng không quan trọng niệm hay không cũng không quan trọng cả đại chúng cùng tu tụng bộ kinh trước khi niệm phật phần nhiều niệm phật a di đà tại sao phải tụng bộ kinh này tụng bộ kinh là để thu nhít tâm nhiều vọng niệm trong tâm bộ kinh kia sẽ đưa tâm bạn định trở lại phật hiệu mới có tác dụng Mới mang lại kết quả Niệm Phật khi loạn tâm Sẽ mang lại kết quả không cao Định tâm, thanh tịnh tâm để niệm Phật Như thì mới cảm ứng đạo giao Mới được gọi là Mỗi tiếng Phật hiệu mới có tác dụng cảm ứng đạo giao với phật a di đà chúng ta tu học pháp môn tịnh độ công phu niệm phật không đắc lực đã hiểu được nguyên tắc không đắc lực Chúng ta phải đưa ra vấn đề Biết được vấn đề rồi Phải giải quyết nó Niệm Phật mới như Pháp Mới có cảm ứng Nên thuyết Pháp cho mọi người Được vô sợ uy Trong đây Bồ Tát chưa thành Phật Nhất định phải nhờ Phật gia trì Những kiến thức thông thường Chúng ta học rất quan trọng Ở đây là nói về kinh giáo Nhất môn thâm nhập là căn bản Đây là phương pháp Dạy học được truyền lại bởi nhà Phật và tổ tiên ngày xưa Đầu tiên là nhất môn thâm nhập Mục đích của nhất môn thâm nhập là gì? Cầu trí căn bản Nghĩa là cầu định, cầu tuệ Khi được trí căn bản, thanh tịnh tâm sẽ có mặt sau đó mới học rộng nghe nhiều Giống như 53 chỗ tham học của đồng tử thiện tài Đấy là tấm gương rõ ràng nhất Chưa có trí căn bản Đừng bao giờ học rộng Càng học càng loạn, càng học càng rối Suốt đời này bạn không được trí căn bản Như thế chi bằng niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ Trước độ chính mình đến thế giới cực lạc Sau quá độ người khác Đến chỗ Phật A-di-đà sẽ được bản nguyện Phật A-di-đà Gia trị Ta sẽ có khả năng Độ những người hữu duyên trong mười pháp giới Thật sự có khả năng đó Có công phu thật sự mới được Thứ hai Vô sở úy tri căn Trước kia là khí lý Ở đây là khí cơ biết được căn cơ chúng sinh tri căn nghĩa là bồ tát biết các căn lợi độn của chúng sanh tùy theo chỗ ứng của họ mà thuyết pháp nên thuyết pháp trong chúng được vô sợ uy đây là có khả năng quán cơ biết được căn tánh của mọi người Tất nhiên biết được những gì họ đã học trong đời trước Như vậy là tốt nhất Như thì sẽ rất khí cư, cấp bậc Bồ Tát rất nhiều Trong Kim Hoa Nghiêm từ Sơ Tiếm Dị đến Đặng Giác 51 thứ bậc Sự khác biệt giữa trí tuệ thần thông đạo lực rất lớn. Bậc sơ trú trở lên đây là viên giáo, qua nghiêm là viên giáo. Trí tuệ năng lực của họ gần bằng Phật. Bồ tát thập tín vị cũng rất tuyệt vời. từ sư tính đến thất tính đã đoạn được kiến tư phiền não bằng a la hán bác tin bằng phật bích chi cửu tính và thập tính là bồ tát quyền giáo đại thừa Lên thêm nữa là minh tâm chuyển tánh Vì thế không phải người phàm Đã là sư tín dị thì không còn phàm phu Sư tín dị đã đoạn phiền não Bằng sơ quả tu đào hoàng Nghĩa là đã đoạn được Năm thư kiến hoặc Buông bỏ thân chiến buông bỏ biên kiến chắc chắn không còn đối lập không còn ý niệm đối lập người thật sự đối xử bình đẳng với tất cả người và sự vật họ không còn phân biệt buông bỏ thành kiến họ có thể tùy duyên chưa buông bỏ thành chiến không thể nào tùy duyên tùy duyên sẽ tự tại trong phật pháp tùy duyên là thật sự rèn luyện đích thực có công phu có nghĩa là thấy ta có thể hay không thể nhẫn thọ được chăng Hằng thuận chúng sanh Chúng sinh thuận nghịch gì cũng có thể tùy thuận Nhìn thấu được là có thể tùy thuận Một câu trong kinh Kim Cang có hiệu quả nhất Phàm có hình tướng thấy đều hư vọng Lúc nào cũng nghĩ đến câu đó ta sẽ tùy duyên Tất cả Pháp hữu di Như mộng huyễn bao ảnh thật sự tùy duyên nghĩa là không cho đó là thật coi nó là thật sẽ không tùy duyên được nhất định phải kiên trì cách nghĩ cách làm của mình phải kiên trì bởi thế bồ tát tùy thuận gì cũng được tất cả đều bình đẳng Bởi tự thân các ngài không nghĩ về mình Đã phá được thân kiến Bồ Tát cấp thấp nhất là sư tín dị Nghĩa là lớp 1 tiểu học Đây là đại thừa Tuy đã đoạn phiền não Giống với sơ quả tiểu thừa Nhưng trí tuệ khác nhau Trí tuệ cao hơn tu đà hoàng Của tiểu thừa nhiều Điểm này đại thừa và tiểu thừa không giống nhau Bởi thì họ có thể quán cư Họ có thể ứng cơ thuyết pháp Vô sợ uy khi thuyết pháp trong đại chúng Thứ ba Vô sợ uy quyết nghi Quyết nghi cắt đứt tất cả những nghi ngờ của chúng sinh. Nghĩa là nếu có một ai đến hỏi những điều khó, Bồ Tát có thể đáp một cách chắc chắn như Pháp, nên thuyết Pháp trong đại chúng được vô sợ uy. Ở đây... Nếu có những điều nghi ngờ nghi vấn đến thế giáo ta sẽ được giải đáp đây là việc làm không hề dễ tất cả chúng sinh già trẻ nam nữ các ngành các nghề những vấn đề lạ lùng rất nhiều gặp những vấn đề đó sẽ làm sao những vấn đề đó chắc chắn sẽ gặp trước đây mỗi tuần chúng ta có một khoảng thời gian trả lời những câu hỏi chuyên giải đáp thắc mắc rất nhiều năm trước. Điều này được ghi chép lại, hình như đã in ra rất nhiều cuốn vấn đáp. Chúng ta ứng phó với thái độ thế nào? khổng tử nói biết nói biết không biết nói không biết những thứ biết được chúng tôi sẽ trả lời những thứ không biết cứ chân thành nói vấn đề này chúng tôi chưa tìm hiểu tôi không phải phật cũng không phải bồ tát tất nhiên có điều hiểu rõ có điều không nói chung là với thái độ phải khiêm cung Tuyệt đối không có thái độ cao ngạo. Những vấn đề được trả lời phải có căn cứ. Những điều Phật đã nói, những điều đại đức Tổ sư đã nói. Bởi thế về vấn đề này, như kinh điển những chú giải của các bậc đại đức xem nhiều sẽ có sự trợ giúp rất nhiều đây là quyết nghi sẽ giúp mọi người đoạn nghi sinh tính Giải đáp như lý như pháp Sau cùng vô sợ uy đáp báo Đáp báo Dùng ngôn từ ứng đáp Thù báo những câu họ hỏi Đấy là gì? Phàm những vấn nạn khi chúng sinh nghe Bồ Tát sẽ đáp tùy ý như pháp. Bởi thế thuyết pháp trong chúng được vô sợ úy. Những người cố ý đến làm phiền. Đưa những chuyện khó đến hỏi. Nói chung là mong đưa những vấn đề để bẻ gãy ta. Để ta không thể trả lời Có thế chăng có Đâu đâu cũng thấy Đều có những người như thế Đến làm phiền Chúng ta nghĩ những Pháp Sư Lên buộc giảng kinh đều gặp những chuyện như thế. Bởi thế học tập không thể không khiêm tốn, không thể không siêng năng, phải mở trí tuệ trong những trường hợp như thế, sức ứng biến phải nhanh, phải mẫn tiệp phải mạnh Không có năng lực ứng biến sẽ rất khó khăn Khi gặp không biết sẽ xử lý như thế nào Thậm chí rất nhiều người gây sự vô lý Nói những lý lẽ sai lệch coi như họ thử mình nhưng cần phải tiếp thu vậy thì mới học giảng kinh mới học giảng kinh đừng sợ sao mình có thầy chúng tôi ở đài trung khi học giảng kinh đừng sợ bị hỏi Hỏi đến vấn đề gì ta không trả lời được, ta sẽ thương với thầy. Thầy sẽ giải đáp. Nhưng khi ta đi giảng những nơi khác, không phải như thế. Thật sự phải đi trên năng lực ứng đối của mình, nhất là khi đi ra nước ngoài. Người trong nước khá khách sáo Không để nỗi gây phiền cho Pháp Sư Ở nước ngoài rất nhiều Tập tục nước ngoài không giống Trung Quốc Hồng Kông cũng có vấn đề này Chuyên môn đến làm tiền Nhất là những bộ kinh ta học phải thuộc phải khí nhập họ hỏi những kinh khác tôi chưa học như vậy còn được còn như học bộ này giảng bộ này người ta đưa ra vấn đề như vậy cần phải có khả năng giải đáp với những điều ta giảng những điều ta học mà không thuộc như thế là hỏng bản thân phải khiêm tốn chúng tôi đã từng gặp gặp rất nhiều vẫn may là chưa bị ai đe bẹp mấy năm trước khi ở Australia Hiệu trưởng Đại học Queensland mời tôi dùng cơm Đã hỏi vấn đề này Lúc bấy giờ tôi đã đi dạy 43 năm 10 năm trước bây giờ là 53 năm 43 năm trước ông hỏi tôi Trong 43 năm qua có học sinh hay người nào đưa ra câu hỏi mà thầy không trả lời được chăng tôi nghĩ một lúc rồi nói tôi may mắn vẫn chưa gặp lúc đó ông khen ngợi nói thầy thật sự là một hiệu trưởng tốt liền quyết định trao tặng học vị cho tôi coi như cuộc thi vẫn đạt Hiệu trưởng quyết định trao tặng học vị cho tôi Quả thực là tam bảo gia trì Trước khi giảng kinh Trước mặt Phật Bồ Tát lạy ba lạy Là cầu gia trì Tất cả những thứ đó là thầy giáo dạy Nhất định mong cầu Phật Bồ Tát gia trì khi chúng ta gặp khó khăn Khi mới học kinh Đọc không hiểu chú giải của cổ nhân Đôi lúc đọc trong kinh Chắc chắn sẽ có những đoạn chú không rõ Gặp trường hợp như vậy sẽ làm thế nào? Thầy giáo dạy chúng ta Gấp tất cả các kinh lại đi lại y Phật Lạy khoảng hai ba trăm lạy Sẽ thấy rõ nghĩa ngay Ý nghĩa của nó sẽ như dòng nước suối dọt ra Ta chép không kịp Những trường hợp như thế không phải một lần Rất nhiều thường xảy ra Vì thế cảm ứng không thể nghĩ bằng Học Kinh Vô Lượng Thọ thì lạy phật a di đà học phổ môn phẩm thì lạy bồ tát quán thế âm giảng phổ hiền hạnh nguyện thì lạy bồ tát phổ hiền có cảm ứng ngay khi gặp những vấn nạn này ta nên lạy phật có một năm tôi ở nhật bản gặp một mục sư tin lành giáo sư đại học định phỏng vấn trên truyền hình hình như không phải phát đồng bộ chúng tôi tiếp nhau trong phòng thu trong phòng thu đó chỉ có chúng tôi Phòng thu ở Nhật Bản, ở Tokyo. Trong đó nóng, nhiệt độ khá cao, người toát mồ hôi. Ông đến phỏng vấn tôi 5 phút. Hỏi mười mấy vấn đề. Tôi đều trả lời hết, ông vui lắm. Ông nói với tôi, hình như không có điều nào bẻ gãy được thầy tôi nói không dám tự thân tôi không nói được những câu đó ông nói tôi nói còn một vấn đề nữa có một vấn đề rất gai góc muốn hỏi tôi nói xin cho biết vấn đề gì ông hỏi ông là người tin lành ông nói giáo đồ tin lành chúng tôi hình như tâm lượng hơi hẹp không thể bao dung ông hỏi vấn đề đó làm sao giải quyết ông đưa ra vấn đề đó may là tôi đã đọc thánh kinh tôi nói vấn đề này trong thánh kinh có có lời giải ông hỏi đoạn nào tôi nói thánh kinh có nói thần thương loài người chăng có Thượng đế yêu thương loài người chăng? Có. Tôi nói thế thì vấn đề đã được giải quyết. Thần thương người đời, thượng đế đến yêu loài người, quý vị không yêu loài người sao được? Tôi nói với ông, thượng đế thương tôi, không thương ông. Ông ta ngẩn người, ông ta nói, thượng đế làm sao thương thầy mà không thương tôi được? Tôi trả lời, tôi là người đời. Trong kinh nói Thượng đế thương người đời Tôi là người đời Ông xem tôi cũng yêu thượng đế Tôi lại thương người đời Thượng đế thương tôi Tại sao không thương ông Ông thương thượng đế Không thương người đời Nên thượng đế không yêu ông Ông ta ngớ người Nói vậy phải làm sao Tôi nói thượng đế thương loài người là trừu tượng phật bồ tát từ bi cũng là trừu tượng phật bồ tát từ bi thế nào tôi nói tình yêu của thánh thần từ bi của phật bồ tát đều cần những người nhân viên thần chức giống như ông đối với tín đồ phật bồ tát ta phải đưa tình thương của phật bồ tát đưa từ bi của phật bồ tát làm phát ra ánh sáng trên thân thể mình Đại diện cho thần đại diện Phật Bồ Tát Để yêu thương mọi người trong xã hội Như thế mới đúng Nghe xong ông rất vui Chúng tôi kết bạn với nhau như thế Đến Nhật Bản gọi điện thoại ông đến thăm ngay Ông trẻ hơn tôi Năm nay độ hơn 60 Rất khó được Bởi vì đây thật sự là giáo sư người tin lành Tâm hồn rộng rãi rất hiếm có Đây là câu trả lời Đây là bốn loại vô ý của Bồ Tát Chúng ta học vô uy đến đây Tiếp theo nói về vô ngại Vô ngại Tự tại thông đạt Cùng nhau bước vào Dung thân hai thành nhất thể Như ánh đèn cùng đi vào nhau Đấy là tượng vô ngại vấn đề này rất quan trọng nhất là học đại thừa làm sao để rộng mở tâm lượng mình ở đây nói về việc rộng mở tâm lượng tâm ôn thái hư lượng trùm xa giới đây là tâm lượng vốn có của ta bây giờ tâm lượng thành nhỏ không phải bao dung hai người sống với nhau vẫn xảy ra mâu thuẫn không thể chung sống nguyên nhân do đâu không thể dung thông trong hoàng nguyên quán chúng ta thấy ba thứ châu biến thứ nhất là châu biện pháp giới Chùa biến thế nào khởi tâm đồng niệm. Ý niệm không kể hữu ý hay vô tình, không kể là niệm thiện hay niệm ác. Ý niệm vừa khởi lên, liền chu biến pháp giới, nói cách khác, tất cả những chúng sinh trong cõi hư không khắp pháp giới đều nhận được thông tin của bạn. Trong kinh Hoa Nghiêm đã nói như thế. Bởi thì khởi tâm động niệm không thể không cẩn thận, không thể không lưu tâm. Bởi vì ý niệm của ta sẽ sinh ra biến hóa vô cùng vô tận. Xuất sinh vô tận. Tất cả pháp đều chuyển theo ý niệm. Ý niệm bất thiện Cảnh giới hiện ra sẽ bất thiện Địa cầu ngày nay trở nên thế này Xã hội trở nên thế này Ý niệm như thế nào? Ý niệm tham sân si mạng nghi Sát đạo dâm vọng Sát đạo dâm vọng là hành vi Tại sao chúng ta đọc sách xưa Thời đại nhiều thuận Cách cai trị đại đồng Ba đời hạ thương chu Cách cai trị trung lưu Từ đời há đến đời thanh Nổi tiếng nhất là cách cai trị của gian cảnh đi và trinh quán khai nguyên đời đường khang hy càng long đời thanh trong đó có cả ung chính trong lịch sử đều ghi là thịnh thế tại sao xã hội tốt đẹp như thị dân chúng hạnh phúc Tất cả đều nhờ vào giáo dục Dạy người rất tốt Dẫn đến hiệu quả tốt như thế Tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này Chúng ta có thể nói Trung Quốc đã xem nhẹ truyền thống giáo dục cổ thánh tiên hiền một trăm năm trước đã coi nhẹ nghĩa là một trăm năm cuối của đời mãn thanh do thái hậu từ hy không tôn trọng văn hóa truyền thống không tôn trọng nho phật đạo trên bảo dưới nghe người trên không coi trọng Thuộc hạ coi thường Ngày càng lạnh nhạt với lòng tin văn hóa truyền thống Dục vọng danh lợi Ngày càng tăng lên Sau khi mãn thành mất nước Từ dân quốc đến nay là một trăm năm Một trăm năm đó đã suy đồi Trăm năm trước coi thường Trăm năm này không nghe nói đến Trước kháng chiến còn nghe người nói Sau kháng chiến không còn người nói nữa Sau kháng chiến 60 năm không còn nghe ai nhắc đến nữa Những người nào thay thế dạy dỗ Bây giờ truyền hình dạy, internet dạy sáu mươi năm trước khi chúng ta mới học Phật. Ở Đài Loan 60 năm trước, chúng ta vẫn chưa có truyền hình màu, chỉ có đèn trắng. Thầy Phương Đông Mỹ chỉ vào cái tivi nói với tôi: "Con nên nhớ công cụ này" tác dụng của nó rất lớn có thể hưng dưỡng một quốc gia có thể diệt vong một quốc gia công cụ này vốn không có thiện ác truyền bá những thư bất thiện nước sẽ mất truyền bá luân lý đạo đức quốc gia hưng dưỡng bởi vậy thầy bảo tôi tương lai có thể lợi dụng những thứ này để hoàn phá tuy lúc đó thầy nói nhưng không để lại ấn tượng tại sao tiền để mua những thứ này quá lớn tôi không có phước báo lớn như thế không có khả năng thầy nói coi như không nói không ngờ đến năm 2003 Trần Thái Quỳnh đã làm việc này, thật không ngờ. Cư sĩ họ Trần này chúng tôi quen đã lâu. Năm trước chúng tôi mất niềm tin với bà. Buôn bán ở Mỹ. Năm nào cũng lỗ vốn lộ mấy năm liền ít nhất cũng lộ bảy tám năm tôi biết được năm nào cũng lỗ không năm nào lời cũng may nhà bà cũng khá lỗ bèn quay sang bán nhà bán đất mấy năm nay đã quá lãi nói chung trong ngành kinh doanh đã rút tỉa những kinh nghiệm bà làm kênh truyền hình truyền phát chương trình giảng kinh dạy học đối với bà thấy có lợi ích đây là phước đức bà thật sự tu tập được bởi thì mấy năm nay càng ngày càng phát triển công cụ này có tầm ảnh hưởng rất lớn cả thế giới đều xem được nó đã làm lan truyền phật pháp chúng ta không ngờ tác phong bà đã thay đổi khi còn trẻ công việc chưa tiến hành đã nói với mọi người tôi sẽ làm cái này làm cái kia cuối cùng đều thất bại vì chỉ việc làm này bà giấu nhẹm Không cho ai biết tôi cũng không biết Trước khi bắt đầu lên sóng một tuần Gọi điện thoại cho tôi Con đã làm một đài truyền hình ba vệ tinh Muốn phát những kinh giảng của tôi Lúc bấy giờ là băng hình vẫn dùng băng Tôi nói tốt quá Tất cả băng hình đưa cho bà tôi nói được rồi để xem bà có làm được một tuần chăng tôi biết những thứ đo mỗi ngày tiêu tốn bao nhiêu làm gì có nhiều tiền để duy trì một tuần trôi qua tôi nói được rồi để xem bà làm được nửa tháng chăng không có niềm tin nửa tháng trôi qua tôi nói được rồi xem bà có thể làm được ba tháng chăng không ngờ đến nay là năm thứ chín Ca ngày càng phát triển chín năm rồi Bởi thì Người có thiện tâm sẽ được thiện quả Ác tâm có ác báo bà không bằng đạo thạnh hòa phu người nhật bản nếu bà dùng ý tưởng của đạo thạnh hòa phu để làm sự nghiệp của bà sẽ tuyệt vời hơn đạo thạnh hòa phu hoàn toàn tiếp thu văn hóa truyền thống cổ thánh tiên hiền xưa Ông không dùng phương thức của phương Tây Mà dùng lý niệm của phương Đông Quý vị hỏi ông Ông trả lời thẳng thắn như vậy Trí tuệ phương pháp của ông từ đâu mà có Là học được của tổ tiên ngày xưa Từ hai ngàn năm trước Ba ngàn năm trước Bởi thì lý niệm của ông Thật sự là lý niệm của Thánh Hiền thánh hiền không vì mình khởi tâm động niệm đều nghĩ đến mọi người bởi thế ông nói triết lý kinh doanh của ông lý niệm cơ bản của kinh doanh làm xí nghiệp kiếm tiền từ nhà máy tiền kiếm được đưa cho ai người ngoại quốc làm ông chủ ông không phải như thế thứ nhất là chia cho công nhân công nhân được lợi ích tiếp đến khách hàng được lợi khách hàng hưởng lợi tiếp theo mới đến công ty lợi ích công ty đạt sau cùng lợi ích công nhân đạt lên hàng đầu Đấy là điều Mạnh Tử đã nói Đúng là hai ngàn năm trăm năm trước Dân di quý, quân di khinh Phải phân rõ nặng nhẹ Ông chủ là dùng trí tuệ Nhưng nếu công nhân không thúc đẩy Thế nào ta cũng thất bại Ta thúc đẩy được là nhờ công nhân Nên phải săn sóc công nhân thật tốt Lợi ích là của tất cả mọi người Không phải cá nhân Lý niệm này rất tuyệt vời Không có tư tâm Ông ta đã thành công Vô ngại Bởi thì tự tại thôn đạt Cùng nhau thâm nhập Dung hòa hai thành một thể Hai là gì? Tất cả chúng sinh Tất cả chúng sinh với ta là nhất thể Thể là tâm linh Nhất tâm, nhất đức Bất kỳ là một việc gì Đều thành công rực rỡ Tại sao ta có thể cùng với mọi người Nhất tâm, nhất thể Phần sau đưa ra thí dụ Như ánh sáng qua trộn lẫn nhau Trong bạn có tôi, trong tôi có bạn Ánh sáng mấy ngọn đèn trong phòng học chúng ta Bất kỳ một ánh sáng nào đều có ánh sáng khác Ánh sáng đang xen Không thể chia tách Đạo Thạnh Hòa Phu là ông chủ một công ty Không tách rời công nhân Nhất thể Công nhân đều tự giác Bởi thì việc kinh doanh của ông Diễn diện đứng trên vị trí bất bại Tất cả những phong ba Nhưng không liên can đến ông Làm việc bằng tấm lòng Tuyệt nhiên không đầu cơ trục lợi Thật sự đứng trên đôi chân Được chừng nào tiền làm chừng đó việc Không dây nợ ngân hàng Mắc nhiều nợ ngân hàng lợi tức sẽ ít đi Ngân hàng bảo ông đầu tư vào nhà đất ông không làm Ông nói đây là đầu cơ buôn bán Giống như những nhà giàu mới nổi Đây là ngồi má ăn bát vàng Không nên dây vào những chuyện đó Tôi phải kiếm tiền Bằng chính mồ hôi của mình Không dùng mồ hôi nước mắt của tôi Tôi không cần đồng tiền đó Mấy năm sau Kinh tế của Nhật Bản xuất hiện sự cố Những nhà đầu tư dây tiền ngân hàng Ngân hàng phải thu hồi Tất cả đều bị đóng cửa Thật bạc rất lớn Ông không hề hấn gì Vậy thì có người hỏi ông Có phải ông biết trước vấn đề Ông trả lời không Tôi không có khả năng đó Tôi chỉ làm việc bằng tấm lòng tuyệt đội không tham tiền bất nghĩa bởi thế ông không bị dùi dập nhưng đơn hàng ít đi trong thời buổi kinh tị tiêu điều rất nhiều công nhân không có việc làm không có đơn hàng phải làm sao để công nhân đi học mỗi ngày nâng cao tri thức và tay nghề họ lên khi mọi việc trở lại bình thường thành tích của ông lại được đề cao không giảm nhân công không những không giảm nhân công ngay trong công ty những người làm công tạm thời cũng không cắt bởi thế khi công tác tại công ty của ông Họ có cảm giác yên tâm Họ được che chở Quý vị nuôi mấy miệng ăn trong nhà Cuộc sống sẽ không vấn đề Ông săn sóc bạn Bởi thì Dung hòa hai thành nhất thể Câu này quan trọng nhất đấy là lý niệm của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thật sự biết cả cõi hư không khắp pháp giới nhất thể với mình ai biết được? vẫn còn phân của người của ta thích cái này ghét cái kia. đấy là mê hoặc. Trong Phật Pháp Bồ Tát Sư Tín Vị Đại Thừa Vấn đề này đã được giải quyết Trong Tiểu Thừa Sơ Quả Tu Đào Hoàng Cũng đã giải quyết được Có nghĩa là họ không còn đối lập Điều đầu tiên biết được Thân không phải ta thân cũng là ta sao lại nói không phải ta không nên chấp trước thân này là ta làm sao nói là ta thân là một tế bào trong đại ngã giống như thân thể chúng ta là cả vũ trụ thân thể của ta đây là gì một cộng lông trên người bây giờ chấp cộng lông đó là của ta những thứ khác không phải là ta sai lầm Ta nói toàn thể là ta Cộng lông đó không phải ta cũng sai nữa Chắc chắn là nhất thể Ánh sáng nhập vào nhau là tướng vô ngại Đây là thí dụ, thí dụ rất hay Phần sau trong giảng sinh luận chú nói vô ngại là biết sinh tử là niết bàn sinh tử là sinh diệt niết bàn là bất sinh bất diệt sinh diệt và bất sinh bất diệt hình như là hai việc khác nhau nhưng thực tế chỉ là một Thực tế mà nói thì có sinh tử chăng? Không có Nhập vào bất nhị môn Tướng vô ngại như thế Trong kinh bát Nhã nói Tướng tức phi tướng Phi tướng tức tướng Vấn đề này Trong Hoàng Nguyên Quán Chúng ta đã thấy Đại sư hiền thủ khai thị cho chúng ta Từ nhất thể Khởi nhị dụng Câu này nói rất rõ ràng Nói rất minh bạch Nói rất thấu triệt Nhất thể là gì? Nhất thể là tự tánh Tự tánh cũng là pháp tánh Nó là một không phải hai Tất cả pháp thi suốt thế gian Đều được sinh ra từ đó Trong giáo lý đại thừa cũng gọi nó là chân tâm Chúng ta có chân tâm Chân tâm là tương đồng Giọng tâm mới khác nhau Chân tâm là một Còn gọi là chân tánh Hay gọi là chân như Còn gọi là thật tướng tất cả những danh từ này trong kinh phật đều chỉ nó từ nơi đó khởi hai tác dụng tác dụng thứ nhất là vũ trụ nó biến hiện vũ trụ tác dụng thứ hai biến hiện thân chúng ta tất cả những thân ngoài chúng ta đều bao gồm trong vũ trụ vũ trụ là môi trường sống của chúng ta trong môi trường sống đó có môi trường con người có môi trường vật chất đều là môi trường của chúng ta tất cả đều do ta biến ra giống như nằm mơ vậy những gì thấy trong mơ không phải là tất cả tâm tánh chúng ta biến hiện sao ngoài tâm tánh làm gì có mộng trong mộng có ta có tất cả mọi việc khi tỉnh mộng ta nghĩ lại tất cả đều do tâm ta biến ra không phải thật sự có người đến trong giấc mộng không phải tự tánh biến ra nhất thể khi tỉnh dậy không thấy gì cả thường nghĩ đến cảnh giới đó chúng ta sẽ khai ngộ những gì chúng ta đang gặp Tất cả con người sự vật là do tự tánh biến ra Những gì biến ra tại sao có thiện có ác Tâm chúng ta, chủng tử trong tâm chúng ta Chủng tử trong ai là già có thiện có ác Chủng tử thiện biến ra thiện Chủng tử ác biến ra ác Ngoại trừ những thứ đó ra không có pháp nào nắm bắt được. Tất cả những gì bạn thấy đều là ta, Bản thân bạn không hiểu được Đấy gọi là mê Phật Bồ Tát biết được Họ được gọi là ngộ Bởi vậy Phật Bồ Tát có thể bao dung Khởi nhị dụng Nhị dụng này là ba loại chu biến Ba thứ chu biến Trong vũ trụ Chúng ta khởi tâm động niệm Đều có ba loại chu biến Mỗi tế bào trên cơ thể chúng ta Tế bào này là hiện tượng dao động Khi nó dao động cũng là ba thứ chu biến ba thứ chu biện thứ nhất là chu biện pháp giới vì cõi hư không khắp pháp giới là nhất thể nên mới động cả vũ trụ đều biết được tuần trước có người đồng tu tặng tôi cuốn sách hình như có tên mạng lưới bao trùm tôi vẫn chưa xem thấy danh từ đó đã biết nội dung cả vũ trụ là một mạng lưới Chúng ta không thể thấy mạng lưới đó Nhưng bán dưa đông Bất kỳ một điểm nào trên lưới động Tất cả tín hiệu đều nhận được Thân thể chúng ta đây Hiện tượng dao động cũng như thế Mỗi hiện tượng dao động Cả vũ trụ đều biết Trong kinh Phật nói vì hiện tượng dao động này rất rõ ràng Bồ Tát Di Lạc cho chúng ta biết Một bốn tay có 32 ức trăm ngàn niệm 32 ức nhân trăm ngàn Một trăm ngàn là mười dạng 320 triệu là một bốn tay Nếu bốn năm lần trong một giây Một ngàn sáu trăm triệu đây là tần suất chấn động Bởi thì vũ trụ là hiện tượng dao động Ngày nay nhà khoa học gọi là định luật dao động Tất cả những biến hóa đều là ý niệm Bởi thì nếu một người nhập định Ý niệm dao động này sẽ suy yếu Đây chính là định cảnh giới thiền định. Đến càng sâu thì tự trí tuệ bát nhã trong tự tánh sẽ hiện ra. Hiện tại trí tuệ không thể có mặt, những thứ có mặt toàn là phiền não, đây là do nguyên nhân nào? Nghĩa là ý niệm hiện tại của chúng ta tần suất sống động quá cao, sống to do lớn bởi thì biến trí bát nhã thành phiền não trong kinh nói phiền não tức bồ đề tâm yên lặng phiền não biến thành trí tuệ khi tâm rối loạn trí tuệ của chúng ta trở thành phiền não đức năng chúng ta biến thành nghiệp chướng tướng hảo chúng ta biến thành chuyện luân hồi lục đạo Nếu khởi tâm động niệm Lời nói hành vi của chúng ta tương ứng với tánh đức Mọi thứ hoàn toàn trở về chỗ cũ Phiền não thành trí tuệ Nghiệp chương trở thành đức năng Lục đạo trở thành thế giới cực lạc Bởi thì không có thứ gì là không tự tác tự thọ Phật giúp chúng ta những gì? thật ra không giúp gì cả phật chỉ nói chân tướng sự thật ra để ta tỉnh ngộ ta tỉnh ngộ hay không đó là chuyện của ta ngài không có cách gì khác vấn đề đó ngài không thể giúp được chúng ta phải hiểu được thấy rõ quay đầu là bờ phàm phu thành phật chỉ trong một niệm thay đổi ý niệm là có thể thành phật Hiểu rõ ràng minh bạch rồi Lập tức Buông bỏ Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Sẽ thành Phật Buông bỏ chấp trước thành A-la-hán Buông bỏ phân biệt thành Bồ-Tát Buông bỏ khởi tâm động niệm Sẽ thành Phật ngay Bởi thì phàm Phu thành Phật chỉ trong một niệm Đại sư Huệ Năng đã làm gương cho chúng ta xem Lúc bấy giờ Lúc Ngài buông bỏ chỉ mới 24 tuổi Rất trẻ Ngũ tổ vừa nói Ngài đã thấy rõ Thấy rõ liền buông bỏ Buông bỏ là thanh Phật Y bác liền trao cho Ngài ngay Sau khi buông bỏ như thế Thứ gì cũng thông Bởi thì không cần giảng kinh nữa Ngài biết tất cả những kinh do Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong 49 năm Không những tin thông Mà còn biết được Tất cả mọi thứ trong thế gian Không một là thông tất cả Tại sao? Tất cả pháp đều từ tâm hiện Đều là thước biến Nếu nắm được tâm tánh Nắm rõ tánh đức Còn thứ gì ta không thông Thông hết Đấy gọi là thành Phật Vấn đề đã được giải quyết Ngài biết được từ đâu sinh ra Mất rồi sẽ đi đâu Rất rõ ràng như ba ngày Thật sự đại tự tại Trước khi giảng sinh hai năm Ngài đã biết được Bảo người quay về nhà xây tháp cho Ngài Sau khi mất Đưa nhục thân vào tháp đó hai năm rõ ràng như ba ngày với quá khứ với hiện tại với vị lai thấy biết rõ hết bởi thì vô ngại thế nào gọi là vô ngại dung thông nhất thể là vô ngại đấy là có thật mỗi vị bồ tát mỗi đức phật mỗi vị a la hán đều đi vào cảnh giới đó tôn hoa nghiêm dựa trên tử thánh pháp giới căn cứ đại minh pháp số ở trong đây chỉ toán lược một sự pháp giới Nghĩa là Pháp sắc tâm của chúng sanh Sắc là hiện tượng vật chất Tâm là hiện tượng tinh thần Ngày nay nhà khoa học gọi là tín hiệu Dân dân nghĩa là còn có hiện tượng tự nhiên ngày nay nhà khoa học nói trong vũ trụ chỉ có ba loại hiện tượng này trên thực tế trong phật pháp gọi là ba loại hiện tượng của a lại gia nghiệp tượng của a lại gia là hiện tượng tự nhiên nghĩa là năng lượng tiến phần của a lại gia Nghĩa là tín hiệu Là hiện tượng tinh thần Tứ phần của A Lại Gia Là hiện tượng vật chất Gần đây các nhà khoa học mới phát hiện ra những thứ này Trong vũ trụ chỉ có ba loại đó Tất cả những thứ khác đều do ba thứ hiện tượng này biến hóa ra Đây là những kết luận khoa học Mỗi mỗi sai biệt Mọi thứ đều có chia tách Nên gọi là sự pháp giới Sự pháp giới hoàn toàn được xây dựng trên hiện tượng Giảng tượng sung la Là nói về mặt sự Thứ hai là nói về mặt lý Sự là hiện tượng Xét về lý là nói các pháp sát tâm dân dân của chúng sinh Tuy có sai biệt nhưng đồng nhất thể tánh Đây là lý à, Thứ vậy. nhất là thể tánh thanh tịnh viên minh Nên gọi lý pháp giới Lý ở đây trong triết học gọi là bản thể Sự pháp giới triết học gọi là hiện tượng sự từ lý biến ra lý do sự mà hiện ra không có sự lấy đầu ra lý quý vị không cách nào thấy được lý thấy lý từ sự đó là điều rất cao minh ai thấy được ngày trước chúng ta thấy trong thiền tông Ngũ Đăng Hội Nguyên của Thiền Tông Một nghìn bảy trăm trường hợp Họ đều là những vị minh tâm chiến tăng Họ có bản lĩnh từ trong tướng thấy được lý thể Tại sao tướng do lý biến ra Không có lý này lấy đâu ra sự tất cả động vật tất cả thực vật cây cỏ hoa lá núi sông đất đai mây mù trong không trung những hạt căn bản trong bầu trời đang chuyển động đang bay Khí hậu đây gọi là trên lệch nhiệt độ Tất cả đều do thể biến ra Không thể tách rời thể này Tách rời thể này thì không có thứ gì Có thể lấy thí dụ của cổ nhân Như vàng làm đồ dùng Tất cả đồ dùng đều là vàng Vàng ở đâu? Nói vàng tức là nói về lý ta làm một nhẫn vàng một chiếc vòng tay một sợi dây chuyền phải thế chăng đụng đấy là vàng, không sai chút nào lấy bất kỳ một thứ nào bởi thì những lão hòa thượng trong những tân môn này những lão hòa thượng minh tâm chiến tánh trong số học sinh cũng có người khế nhập được cảnh giới Họ hỏi ở đâu Giống như những gì Quý vị kiện tánh hình dáng của tánh thế nào Tánh ở đâu Cứ chọn một vật Hét một tiếng chính là đó Lão Hòa Thượng gật đầu là ổn Bạn thật sự hiểu Thấy tánh từ trong tương Từ chiếc nhẫn thấy vàng từ vòng tay thấy vàng từ dây chuyền thấy vàng rời tưởng tánh sẽ không còn nữa Tánh tượng mãi mãi bên nhau trước tướng sẽ không thấy tánh nếu khăng khăng chấp chặt chiếc nhẫn này đây không phải vàng đây là chiếc nhẫn đây là dây chuyền Đây không phải vàng Chấp trước tướng sẽ không thấy tánh Lìa tất cả tướng Tức tất cả pháp Tất cả pháp đó là lý Bạn đã thấy rồi Tánh là tương đồng là một Bởi thì nó có thể dung thông làm nhất thể Cõi hư không khắp pháp giới cùng với ta là nhất thể Không phải dạng thứ ba gọi là lý sự vô ngại pháp giới do lý mà sự hiện từ sự hiện lý chỉ cần không trước sự tương sẽ thấy được tánh thể nắm sự lý thành sự từ đâu mà có sự biến hiện từ lý không có lý thể lấy đâu ra sự không có vàng lấy đâu ra nhẫn lấy đâu ra vòng tay lấy đâu ra dây chuyền không có bởi vậy lý sự hổ tương dung hoài lý ở đâu lý ở trong sự sự ở đâu sự ở trong lý không thể chia tách lý và sự ra được tự tánh ở đâu cả hư không khắp pháp giới nó không nơi nào không có không lúc nào vắng mặt nếu nó không có giống như tỉnh dậy sau một giấc mộng không còn gì cả ý thức trong mộng tạo nên cảnh mộng ý thức trong mộng được ví là lý cảnh giới trong mộng là sự lý với sự là mộng khi tỉnh dậy cả lý và sự đều hết không thấy nữa nằm mơ tí chưa chắc đã có cảnh cũ Từ chỗ này mà hiểu lý sự vô ngại Khi đã giác ngộ là sự sự vô ngại Cầu cuội nói sự sự vô ngại Pháp giới Là tất cả phân chia sự Pháp Gọi là tánh dung thông Một nhiều tương tức Lớn nhỏ hổ tương dung nhập Trùng trùng vô ngại nên gọi là sự sự vô ngại Pháp giới Còn gọi là vô chứa ngại Pháp giới Đây là thực Bốn vô ngại Pháp giới này Chị Hoa Nghiêm nói thấu trị Rõ ràng nhất, minh bạch nhất Sự sự vô ngại Pháp giới ở đâu? Ngay trước mắt Trong giây phút này Vấn đề ở chỗ ta còn chấp trước không? Còn chấp trước không thể nhìn thấy. Còn chấp trước là gì? Đắm chìm trong sự pháp giới. Không biết có lý pháp giới. Chỉ biết sự không biết đạo lý. Rắc rối sẽ rất lớn. Vấn đề là gì? Chúng ta nghĩ sai, thấy sai, nói sai, làm sai, thiên tai liền xảy đến. Tất cả đều do ta tạo. Nếu như thấy rõ, thật sự viên dung sự sự vô ngại, sự sự vô ngại sẽ mang lại rất nhiều điều tốt đẹp. Thế giới hòa nghiêm sự sự vô ngại, thế giới cực lạc sự sự vô ngại. Thật bảo trang nghiêm độ của chư Phật sự sự vô ngại. trang nghiêm thanh tịnh vô lượng không gì sánh được tất cả đều do tâm ta biến hiện ra tại sao thanh tịnh tâm sẽ biến ra cảnh giới thanh tịnh tâm ô nhiễm sẽ hiện ra cảnh giới ô nhiễm tâm tịnh toàn sẽ xuất hiện thế giới tịnh toàn không phải giống nhau đó sao bởi thì tất cả sướng khổ buồn vui Tất cả đều do tâm ta tạo Nên bên ngoài hiện ra cảnh giới đó Vì thì Phật dạy chúng ta quay về Bỏ hết vọng tưởng để quay về Quay về là quay về tự tánh Quay về tự tánh là thế giới cực lạc Là thế giới hoa tạng nếu ta tiếp tục quay về Quay về trên tự tánh thương tịch quang Cảnh giới đó sẽ không còn nữa Đấy là cảnh giới Đại sư Huệ Năng đã nhìn thấy vốn đã đầy đủ Sẽ ẩn mất Không còn hiện tượng là thường tịch quang Thường tịch quang có khởi tác dụng chăng Khởi tác dụng Khởi tác dụng tùy lúc Chúng sinh có cảm lập tức sẽ khởi tác dụng Tâm chúng ta cầu Phật, Phật lập tức quá mặt. Phật từ đâu đến, không có, ở ngay tại đây. Không đi không đến. Không có cảm, ngài liền biến mất. Ngài không còn nữa, ngài không có nơi đến, ngài không có nơi đi, ngài có mặt ngay lúc này. Đủ duyên ngài sẽ hiện hình. Không những hiện thân Phật Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm 32 ứng hiện trong phổ môn phẩm Thân nào cũng hiện được Không phải hiện theo cách của Ngài Tự thân các Ngài không khởi tâm không động niệm Mà tùy theo tâm chúng ta Chúng ta mong cầu những gì Các Ngài liền hiện thư đó Biến hiện tự nhiên Vì thì tâm hiện thức biến những thứ có thể hiện là bản năng của tự tánh những thứ có thể biến là ý niệm của ta tùy theo ý niệm của ta để sinh ra biến hóa hiện ngay trước mắt ta chúng ta phải hiểu rằng ngày nay chúng ta niệm phật a di đà khi gần mất phật a di đà đến tiếp dẫn chúng ta phật a di đà có đến chăng không đến ngay giây phút này Hình dáng Phật A-di-đà như thế nào Là do tâm chúng ta nghĩ Chúng ta nghĩ hình dáng thế nào Ngài liền hiện ra hình dáng ý Tại sao Ngài đến tiếp dẫn Vẫn còn tùy thuận ta Chúng ta muốn hình dáng thế nào Ngài liền hiện hình thế ý Điện thế giới cực lạc sẽ khác Điện thế giới cực lạc Ta sẽ thấy tướng thật sự Được hiện từ tự tánh Thần có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Bởi vì thế giới cực lạc không có thức, tám thức đều chuyển thành tứ trí. Vì vậy thế giới cực lạc không có biến hóa. Hiện tại chúng ta ngày nào cũng thay đổi, người dần già suy yếu, đấy là gì? Đấy là bởi ta có ý thức. Có ý niệm khi đến thế giới cực là ý niệm sẽ không còn Khi ý niệm không còn, biện hóa sẽ không còn Ta sẽ sống lâu vô lượng Sống đến ba đại A tăng kỳ kiếp Không thấy có sự già yếu, không có Tuyệt đối không có tướng đó Không có sinh lão bệnh tử Tập khi vô thủy vô minh đã đoạn tận Tướng sẽ không còn nữa Sẽ quay về thường tịch quan Như vừa tỉnh giấc mơ Tỉnh mộng quay về thường tịch quan Quay về thường tịch quan chúng ta sẽ thế nào Ta sẽ cùng khắp pháp giới hư không Tinh thần ta cùng khắp pháp giới hư không Thân thể ta cũng biến khắp pháp giới hư không giới Tại sao ta có thể hiện hình tùy ý đều có thể biến nếu không phải ở thế giới cực lạc mà ở chỗ này làm sao có thể hiện tướng tùy theo ý muốn từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta không biết mình phải trải qua bao nhiêu thế giới tinh cầu không biết đã kết thiện duyên ác duyên cùng bao nhiêu người lúc đã thành phật tất cả đều biến thành pháp duyên Duyên thiện ác đều trở thành duyên pháp Bình đẳng như nhau Tự tha không hay Bởi vậy nếu bạn ngoài nơi nào dễ sống nhất Thì giới cực lạc là nơi dễ sống nhất Thì giới đó chúng ta so thế nào cũng không thể so được Không nên cho rằng cô đơn lắm khi đến thế giới cực lạc Tôi không quen biết ai cả, sai lầm, ai ai ta cũng quen Thì đến thế giới cực lạc, mỗi người đều là người quen. Từ vô lượng kiếp đến nay đã làm anh em, chị em thân gia quyến thuộc. Cũng đã là bạn bè của nhau, cũng đã là oan gia đối đầu của nhau, gặp nhau hết. Tất cả đều được giác ngộ. bởi thế chúng ta phải nhận thức rõ ràng khi đã nhận thức rồi ta mới muốn đi thật sự muốn đi khi thật sự muốn đi bạn sẽ buông bỏ bởi thế cái gì là chân chưa buông bỏ bạn vẫn là giả bạn vẫn chưa chân buông bỏ mới là chân đừng trầm luôn mãi trong thế giới này tất cả đều là giả Xem chúng ta đã thật sự tin chăng Thật sự phát nguyện chăng Thật sự muốn giảng sinh chăng Hoàn toàn thấy được nơi việc làm của chúng ta Nay những gì kinh nói Bộ kinh này đây Những gì được nói trong kinh vô lượng thọ Đúng là sự lý vô ngại pháp giới của Như Lai và sự sự vô ngại pháp giới là pháp thầm thâm vậy. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chỉ có kinh Hoa Nghiêm. Kinh Pháp Hoa nói đến và kinh Vô Lượng Thọ nói đến. Đấy gọi là pháp nhất thừa. Pháp nhất thừa là Đại Pháp cứu cánh Duyên Mạng. Học những kinh này Không chỉ dạy chúng ta làm A-la-hán Cũng không phải dạy chúng ta làm Bồ-Tát Mà dạy chúng ta đi làm Phật Bởi vậy giảng sinh đến thế giới cực lạ là... Người đó là gì? Đi làm Phật Đó là phước bạo lượng nhất đó là công đức lớn nhất Tất cả công đức và phước báo đó đều xưng tánh Đấy là gì? Đó là thứ vốn đầy đủ trong tự tánh Không phải từ bên ngoài Nhưng khi chúng ta muốn đi Bên ngoài sẽ có chứa ngại Phải trút bỏ những thứ chứa ngại bên ngoài đó Chúng ta mới có ải một cách thuận lợi Như thì mới thành tựu Chứ ngại là gì? Chấp trước Phân biệt Khởi tâm động niệm Đấy là ba thứ chướng ngại Khi ba thứ chướng ngại không còn Ta giảng sinh thế giới cực lạc là thật bảo trang nghiêm độ đoạn được hai trong ba thứ chướng ngại không phân biệt không chấp trước giảng sinh phương tiện hữu dư độ không phải thật báo độ chỉ đoạn một trong ba thứ chướng ngại không phân biệt không chấp trước xin tam thánh đồng cư đồ giảng sinh thượng bối thượng bối là thượng thượng phẩm thượng trung phẩm thượng hạ phẩm những người như thế giảng sinh thế giới cực lạc khi đi họ rất tự tại họ biết trước giờ mất Biết trước ba tháng Biết trước một năm Rất rõ ràng Thấy rất rõ Không cần người trợ niệm khi giảng sinh Những người cần trợ niệm mới giảng sinh Là giảng sinh hạ bối Hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm, hạ hạ phẩm Trợ niệm là cần thiết Đối với trung phẩm trở lên Nói chung là không cần phải trợ niệm Bản thân họ sinh tử tự tại Chúng ta đã thấy có người đi khi đứng Đi khi ngồi Các bạn không cho ai biết Tại sao khỏi bị phiền phức Khi đi rồi mới biết Những người đi như thi Phẩm vị không phải hạ bội Trung bội trở lên Ngày nay chúng ta mong cầu Ít nhất là Mong cầu đến trung bội trở lên Phạm thánh đồng cư độ đồ, Tại sao Khi đi không còn chướng ngại Không cần nói với bất kỳ ai Như thế để làm gì? Tình chấp mới thật sự đoạn hết. Khi gần mất sợ tình chấp, lưu luyện những thứ đó, không bỏ được thứ đó, sẽ rắc rối, không thể đi được. Mất cơ hội giảng sinh lần này. Bởi thì phương pháp yên tâm nhất phải đạt được giảng sinh trung bội. Là không có thứ chứa ngại này phần dưới giải thích cho chúng ta về vô trước vấn đề này rất quan trọng không có ý chấp trước niệm phật như thế chắc chắn giảng sinh người có công phu cao sẽ sinh phương tiện hữu dư đầu như kinh kim cang nói không có định pháp nào tên a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cũng không có đến pháp nào như Lai nói Hai câu này trong Kinh Kim Cang Nói những lời chân thật với ta Ta miệu ta bồ đề Dịch sang tiếng Trung Là vô thượng chánh đặng chánh giác rốt cuộc câu này nói những gì là nói trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tăng thứ vốn có trong tự tăng không có tên phật đặt cho nó cái tên tên là giả thiết tên có thể đổi thích dùng tên nào thì dùng tên đó bởi thì không có định pháp nào để nói cũng không có định pháp nào như Lai nói 49 năm Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp cho chúng ta Nên biết rằng không có định pháp nào để nói Tại sao vậy? Pháp như Lai nói đều không thể nắm bắt Không thể nói nó là phi pháp phi phi pháp Đạo lý những câu này rất cao sâu Những lời như Lai nói đều không được nắm giữ, giữ là gì? chấp trước. Tại sao không giữ được? Trong tự tánh không có pháp. Nếu chấp trước những lời này sẽ mãi mãi không bao giờ chuyển tánh. Sẽ sai lầm. Cổ nhân có thí dụ Phật thuyết Pháp được ví như lá vàng ngừng khóc Trong kinh Phật có công án này Nghĩa là sao? Đứa trẻ đang khóc Người lớn nhạc chiếc lá vàng Chiếc la rụng từ trên cây xuống Chiếc lá màu vàng rớt xin rơi xuống Lá vàng mùa thu Lấy nó để dỗ đứa bé Ngoan nào cầm cái này Giá trị lắm đây có thể đổi được kẹo Cầm chiếc lá thằng bé liền nín Mục đích là dỗ dành nó Đạt được kết quả như ý Nhưng nó không phải thật Đừng nên cho là thật Phật thuyết pháp cũng như thế Dùng lá vàng dỗ trẻ Quý vị đừng cho là thật Nếu tưởng là thật là mắc lừa tất cả pháp Phật nói giúp ích gì, giúp chúng ta giác ngộ. Giác ngộ vấn đề không phải đã được giải quyết ư? Có nhiều phương pháp giúp người giác ngộ. Căn tánh mọi người khác nhau, người nào dùng cách đó, không phải tất cả chúng sinh đều dùng một phương pháp. Vô lượng pháp môn là vô lượng phương tiện. Phương pháp niệm Phật tịnh độ Bất kể căn tánh thế nào đều có thể học Đều mang lại hiệu quả Phương pháp này rất hay Nếu không biết căn tánh của mình là gì Nên dùng phương pháp này Chắc chắn không bỏ lỡ Những phương pháp khác Cần phải tương ứng với căn tánh của mình Mới mang lại kết quả Không tương ứng sẽ không kết quả Vì thì tại sao chư Phật Như Lai khen ngợi Pháp môn tịnh độ Tán thán đạo lý trong kinh vô lượng thọ là ở chỗ đó Vì nó thông dụng dạng linh đơn Bệnh nào chữa cũng khỏi Không bệnh nào chữa không khỏi Đây chính là Pháp sư từ dân quán đảnh đời nhà Thanh đã nói với chúng ta chúng ta phải tin tiêu nghiệp chướng ngài nói nghiệp chướng của chúng ta quá nặng cho dù kim gì pháp sáng nào đều không hiệu quả không thể tiêu được nghiệp chướng của chúng ta cuối cùng có một phương pháp chấp trì danh hiệu chắc chắn sẽ tiêu mất Mẫu chốt của việc có thể tiêu hay không là ở chỗ nào Chúng ta đã tin hay chưa Thật sự tin thì có thể tiêu Ta đang hoài nghi như thế thì chịu Tâm không chút hoài nghi Như trường hợp ở tiểu diện Sơn Tây mấy năm trước Bốn mươi mấy người bị chứng ung thư Bác sĩ tuyên bố Không thể chữa trị. Nói với họ về nhà, Chắc còn khoảng được hai ba tháng thời gian. Những người này quay về, Họ là những người niệm Phật, Người có học Phật, Vì vậy không có ý nghĩ muốn sống thêm nữa. Quyết tâm niệm Phật cầu giảng sinh tịnh đồ. Quyết lặng. Kết quả niệm hơn một tháng. Niệm xong lại tiếp tục niệm, sau ba tháng quay lại tái khám Bệnh không còn nữa Giới y học cảm thấy kỳ lạ Lục tất cả bệnh án xem lại Ngày trước có thật Sao bây giờ biến mất Lẽ nào chẳng đoán nhầm Người đông thế Đây là gì Pháp sư Quán Đảnh đã nói một câu danh hiệu sẽ mang lại kết quả như thế. Nếu những người kia không chân thành khẩn thiết như thế niệm phật như những người bình thường khác không mang lại kết quả. để chính là thành kính như đại sư ấn quang đã nói mười phần thành kính sẽ được mười phần lợi ích những người này là trăm phần thành kính được trăm phần lợi ích ngang phần thành kính sẽ được ngang phần lợi ích Hồi trước tôi đã từng nói Tôi mượn Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng Dùng hai dĩ làm thí dụ Đại sư Thần Tu Thành kính trăm phần với Thầy Thành kính trăm phần với Phật Pháp Ngài được trăm phần lợi ích Nhưng Ngài Huệ Năng Đối với Thầy mình, đối với Phật Pháp Thành kính giảng phần Vì thế những gì Ngài có được là viên mãn được giảng phần ít lợi. Tuy thầy chỉ nói kinh Kim Cang với ngài qua hai tiếng, ngài được giảng phần lợi ít. Câu nói của ấn tổ rất hay. Ta được bao nhiêu tâm thành kính? Một số người bây giờ không có thành kính. bởi thế bây giờ khó không có thành kinh họ không được lợi ích càng không tin Phật những gì khởi lên đều tác dụng tương phản bởi vậy phải thật sự có tâm thành kinh để kéo họ khiến họ thấy được họ mới tin lòng tin đó chẳng qua một phần hai phần mà thôi nếu muốn trăm phần ngàn phần đối với họ Đấy không phải chuyện dễ Không thể không hiểu đạo lý này Bởi thì phải hiểu được tính chất của tất cả Pháp Thế Tôn nói trong 49 năm không thể nắm giữ Không thể nói phi pháp phi phi pháp Phật thật sự đã nói tất cả Thử thật chân tướng cho chúng ta Phá không luận giải thích Phá không luận là tác phẩm của Đại sư Ngậu Ích Chú giải kim kim Cang Những lời này là của Đại sư Ngậu Ích Bồ đề vô thượng Siêu tình ly kiến Tức là bỉ ngạn cứu cánh A nậu đà la ta miệu ta bồ đề Dịch sang tiếng trung là bồ đề vô thượng Bồ đề vô thượng siêu tình Tình là gì? Tình chấp Có tình chấp thì không thể hiểu được kiến kiến là kiến giải nghĩa là ta có cách nhìn của mình chỉ cần có tư duy bồ đề vô thượng cách xa chúng ta hai chữ này một là tình hai là kiến nếu dùng lời hơi thô để nói tình là tư tưởng Kiến là kiến giải Chỉ cần có cách nghĩ Có cách nhìn Ta sẽ không còn cách nào Mãi mãi không bao giờ nhìn thấy Bởi thì nó được gọi là cứu cánh bỉ ngạn Cứu cánh bỉ ngạn là gì? Thường tệt quan Thật sự là cứu cánh Thật báo độ vẫn chưa được Chưa phải cứu cánh nó gần như thường tịch quan cỡ kỳ gần làm hàng xóm của thường tịch quan nhưng không phải cứu cánh nhưng nếu muốn vào thường tịch quan chắc chắn cần bước qua thật báo độ không qua thật báo độ bạn không thể đến được không những không phải tướng pháp mà tướng vô pháp cũng không được Pháp tướng phi pháp tướng đều không có Nên nói pháp không định có tên bồ đề vô thượng Đây vẫn là lời của Đại sư Ngậu Ích Chúng ta đọc hết câu của Ngài những gì chứng được vừa siêu tình ly kiến những gì nói ra cũng siêu tình ly kiến nên nói lại không có định pháp nào của như lai nói ra những đoạn dẫn chứng như thế này rất dài chúng ta tiếp tục đọc tại sao thiệt thật tướng bỉ ngại tuy là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt không thể không nói nên như lai dùng nhân duyên tứ tất đàn vậy nên có thể nói nhưng những pháp nói ra là do tùy thuận tứ tất đàn vậy thì mỗi lời mỗi chữ không thứ nào là không siêu tình ly kiến ly quá tuyệt phi nhưng đều không giữ được không thể nói phi pháp phi phi pháp vậy đến chỗ này đoạn này là lời của đại sư ngẫu ích đại sư nói rất hay giống như đoạn trước đã nói tướng phi pháp cũng là tướng vô pháp bởi thì phật thuyết pháp rất linh hoạt đúng là lá vàng dỗ trẻ học phật ta đạt được gì phật cho ta biết không có sở đắc nào cả bồ đề viên mãn quy về vô sở đắc thế nào là vô sở đắc những gì ta nhận được vốn ta sẵn có thì trí tuệ mở ra có được trí tuệ đó là trí tuệ sẵn có trong tự tánh của ta bỏ đi chứ ngày nó sẽ có mặt đức năng cũng là thứ vốn sẵn tướng hảo cũng là thứ vốn sẵn cũng giống như nói thân phật ở thế giới cực lạc thân có vô lượng tướng tướng có vô lượng vẻ đẹp là thân ta vốn sẵn có vốn ta đã có những thứ đó những thứ trang nghiêm không gì sẵn ở thế giới cực lạc cũng vốn sẵn trong ta ta không sợ đắt gì cả cũng giống như nói chúng ta quay về nhà xưa hãy tất cả đều là của mình ngoài tâm không có pháp ngoài pháp không có tâm ta nhìn lại tất cả quốc độ chư phật Mười pháp giới lục đạo trong quốc độ chư Phật Tất cả vốn sẵn Là nhất thể Khi thấy nhiều như thế Chưa giác ngộ Chưa phản tỉnh Tâm từ bi đã sinh ra Đã khởi cảm ứng đạo giao với họ Cảm ứng là gì? Tâm họ có giác ngộ Chịu nhiều nỗi khổ Muốn lìa khổ được vui Có ý niệm như thiệt Ta liền giúp đỡ họ Không có suy nghĩ đó Ta như như bất động Họ có suy nghĩ đó Ta sẽ có cảm động Sẽ giúp đỡ Dùng phương thức nào để giúp đỡ họ Tùy tâm chúng sinh Mà biến hiện ra như thế Người ở thường tịch quan tuyệt đối không khởi tâm động niệm Nhưng có cảm tự nhiên có ứng Giống như chúng ta đánh trống Đánh một vui nó liền kêu Nó không nghĩ Bạn đánh tôi tôi phải gian một tiếng để bạn nghe Nó không nghĩ như vậy Chư Phật Bồ Tát thể hiện định thế giới chúng ta Không có khởi tâm đồng niệm ngay Phật Thích Ca Mâu Ni để nợ thế gian này 80 năm Bạn nghĩ Ngài có hay không khởi tâm động niệm Không có Nếu Ngài khởi tâm động niệm Không phải đã thối chuyển rồi sao Không những không khởi tâm động niệm Mà phân biệt chấp trước cũng không Vậy tại sao nói Pháp nhiều như thế Nếu quý vị thắc mắc Ngài trả lời quý vị Quý vị thắc mắc giống như đánh trống vậy Tự nhiên hồi ứng Không bao giờ nghĩ Tôi phải nói cho bạn thế nào không có nếu nghĩ như thì quý vị đã nhầm. 49 năm Phật chưa bao giờ khởi tâm đồng niệm. Không hỏi tự nói, không ai hỏi ngài vẫn nói là gì. Miệng không nói nhưng trong đầu ta đã có những ý nghĩ đó, ngài đã biết. Ta chưa mở miệng ngài đã nói cho ta nghe. Bởi thế nếu hỏi Phật có thuyết pháp không Phật thật sự không nói Toàn là phản ứng Ngài có thuyết pháp đâu Ta không có cảm Ngài sẽ không có ứng Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị Nên không nói mà nói Nói mà không nói Bồ Tát còn ghê gớm hơn chúng ta Bồ Tát có biện pháp nghe mà không nghe không nghe mà nghe bởi thì bồ tát hiểu những lời phật dạy hiểu những lời phật dạy là nói bồ tát cũng có mấy phần quay về tự tánh tương ứng với tánh đức họ có thể hiểu nghe là hiểu phàm phu không như thế tập khí phiền não quá nặng chướng ngại quá lớn nói thế nào nghe thế nào cũng không được chỉ có một cách người này thật sự có phước báo tại sao lại nói đại phước báo họ có duyên trường thời quân tu nghĩa là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Sức mạnh đó rất lớn Quân tập mỗi ngày Đem tất cả những thiện căn đời trước của họ Hùng đúc thành thiện căn sâu nặng Đời này họ sẽ thành tựu Duyên đó nếu đủ Không ai có thể ngăn trở Duyên của họ có thể không gián đoạn nếu có rất nhiều chuyện đến với họ họ đành bó tay duyên đã mất khi có khi không mười năm không bằng người ta một tháng nhân duyên rất quan trọng duyên tốt nhất là đóng cửa đoạn tuyệt với tất cả những gì bên ngoài nhất tâm niệm phật đọc kinh mấy năm trước cư sĩ hoàng trung xương ở thẩm quyến ông biểu diễn cho chúng ta thấy rất thành công ông đóng cửa ba năm mong ba năm sẽ chứng được giáng sinh hai năm mười tháng thiếu ba tháng đầy hai năm ông biết trước giờ mất và ra đi ba mươi tuổi mới xuất đầu ông muốn chứng minh một vấn đề ông nghe tôi giảng kinh có lần tôi nói đến những người trong tịnh độ thánh hiền lục và giảng sinh truyện quý vị xem hầu như đa số đều niệm phật ba năm là giảng sanh ngày trước ở đài loan có một pháp sư tên đức dung những người này đều đã mất khoảng bằng tuổi tôi hỏi tôi về việc này thầy đó nói có phải tuổi thọ của những người niệm phật trong tịnh độ thánh hiền lục đã đến rồi chăng nghe những lời đó tôi trả lời không chắc gì vấn đề này không logic làm gì có lượng người đông như thế tuổi thọ đều còn ba năm tôi nói không chắc đâu là thế nào ba năm công phu đã thành thuộc vẫn còn thọ mạng nhưng họ không muốn vì thế nên giảng rằng phàm công phu đạt đến trình độ đó có người nào không giảng sanh có thể họ muốn hoàng pháp lợi sinh nên đã ở lại nếu có pháp duyên họ liền đi đây là chuyện bình thường có pháp duyên chưa thể đi tại sao đem thêm nhiều người đi đây là bản nguyện di đà có thể đem bao nhiêu ca nhiều càng tướng không còn pháp duyên thì sao không còn pháp duyên lập tức đi ngay một ngày cũng không ở nên hiểu theo cách đó vậy thì hoàng trung sương khi nghe lời pháp này ông thử nghiệm tôi thử xem nếu ba năm thật sự thành công không cần sống nữa tôi sẽ đi thật sự thành công pháp duyên rất quan trọng. Mấy năm trước ở Đài Loan, thầy Lý rất coi trọng việc này, giao cho những người học kim giáo phải biết kết pháp duyên. Nếu không có pháp duyên, cho dù có nói hay bao nhiêu cũng không ai nghe. Tại sao ta không có duyên với họ? Nếu có duyên, giảng kém một tì Họ cũng đến cổ vũ, họ thích đến nghe Pháp duyên quan trọng Làm sao để tiếp Rất may mỗi tuần Thầy Lý giảng kinh một lần vào thứ tư Thời gian cố định Ở Đài Trung 38 năm chưa gián đoạn Mỗi tuần một lần Ấn định thứ tư ai cũng biết nhất định ngày thứ tư đến nghe hai mươi mấy học sinh chúng tôi làm công đức tiếp đoán người đến nghe ở cửa tiếp đoán mời chào dẫn họ đến chỗ ngồi nâng kinh sách trên tay đưa tặng họ đôi lúc đưa một ít đồ điểm tâm cho họ để kết pháp duyên Chúng tôi đã học được các kết pháp duyên Đối xử cung kính khiêm tốn với mọi người Làm quen những người như thế rất nhiều Mọi người biết chúng tôi học giảng kinh Bởi vậy chúng tôi luyện tập giảng kinh Lúc bây giờ chia thành hai lớp Chúng nam là chủ nhật Chúng nữ là thứ bảy tại liên xã chúng nam ở chùa linh sơn mỗi tuần chúng tôi có một lần tập giảng kinh thính chúng độ mấy mươi người đôi lúc lên đến hơn trăm bởi thì việc kết pháp duyên ở đài trung thầy lý rất quan tâm lúc nào cũng đến đốc thuốc mọi người quyết không biến nhát pháp duyên của thầy rất thù thắng dạy học ở đài trung ba mươi tám năm giáng sinh năm chín mươi bảy tuổi trong ba mươi tám năm đó bao nhiêu liên hưởng ở liên xã đài trung tôi không rõ tôi chỉ biết khi tôi rời khỏi tôi biết thầy lạy là ông làm thầy thầy đã dạy ở đài trung mười năm liên hưởng ở đài trung những người có danh sách đã là hai mươi người khi tôi đi khỏi đó Tôi ở Đài Trung 10 năm. Khi tôi xa thầy, liên hữu ở liên xã Đài Trung là 50 dạng người. Bởi thế tôi đùa với thầy, tôi nói, nếu thầy muốn làm thị trưởng Đài Trung, thầy chỉ nói một tiếng là được, thầy sẽ được bầu ngay. Tâm ảnh hưởng đến mức đó. bởi thì tầm ảnh hưởng rộng khắp đài loan đây là cuộc đời thầy công việc của thầy mỗi ngày bận biểu mỗi tuần giảng kinh một lần giảng cổ văn một lần đây là đối với đại chúng ngoài ra buổi chiều mỗi ngày không bao giờ gián đoạn một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày ngày nào cũng vậy mỗi buổi chiều đại loại có hai giờ tiếp tín đồ là liên hữu liên xã đài trung họ có những vấn đề muốn thịnh giáo muốn gặp thầy mỗi tháng một lần bởi thì thầy có bốn mươi tám lớp niệm phật ngày nào cũng tiếp khách phải giải đáp thắc mắc rất vất vả. Khi tôi biết thầy thầy đã 70 tuổi, khi tôi đi 80. 97 mới giảng sanh. Thật sự là tấm gương sáng cho những người học Phật chúng ta. Suốt đời sống kham khổ. 95 tuổi vẫn tự xuyên hoạt, tự nấu cơm, giặt quần áo. Bởi thế ngày nay chúng ta phước báo lớn hơn thầy, không nấu nướng, không giặt giũ. Thầy không ai để chăm sóc. 95 tuổi mới chịu để hai học sinh săn sóc Nhưng hai năm độ ba năm thầy đã ra đi Cho thấy sức khỏe thầy rất tốt Có thể tự săn sóc mình Không cần người khác Thời gian hôm nay đã hết Chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật